thấy hòn đá đang dừng trước nơi cửa quan, mà hơi thì đóng quá, làm sao cướp xe đây. Tôi mới nhanh chân đi lòng vòng qua cửa quan, tôi móc ra đây cây lục giang tôi thường dùng. Tôi bước lên xe nhưng để mãi không đổ mây, liền đáp vài ba cái rồi phi mắt bị tâm. Hỡi ơi nhìn xe vừa lấy nước sơn màu đen xám xì mà lòng tôi thấy nao nao, rồi tự nhủ thầm tiền về tay ta quá là vui. Ra giá lắm dài nhưng thằng kèo không chịu lấy, tôi thấy ngây ngây nhưng công sắc vua tay rồi. Tôi muốn tung lên nhưng khẩu súng đưa vào can, hình sự thì đóng quá, làm sao thoát được. Dòng chân bầm tim đôi mắt rưng rưng như hờn oán tôi bao ngày. Thôi hết đi chôm tôi từ đây thằng quanh quăng, đành ngắm mùi cây đắng là thôi hết từ đây. Những đêm ngồi trong phòng vắng, những đời mình sao quá đơn đơn, rồi tự hỏi lòng cuộc đời dân chương có gì vui. Tôi muốn ăn nắng nhưng giờ đành ăn quà đắng, tôi muốn ăn nắng nhưng giờ đã quá muôn màng. Tôi chỉ mong sao ngày này sẽ ra tòa phán, rồi chừng 15 tháng là tôi sẽ hoàn lương. Tôi chỉ mong sao mai này sẽ ra tòa phán, rồi chừng 15 tháng là tôi sẽ hoàn lương.